2023 tại lễ đài chính của Tịnh Giáo Hội đến đây đã được trang nghiêm. Những cái hình đây cô nhớ nhà những vị trí là những cái con đường của mình không mà cô? Con đường. Dạ. Đường đó là đường gì con cô? Con đường là ngay chỗ trước cổng chùa Kỳ Viên. Dạ. Sen đi dạ. Tất cả các nơi. Dạ. Đi. Trong đây là con nhớ nhất là cái con đường nhiều kỷ niệm như của cô nè, cái thời đây là cô hả? Ô cô đã tìm ra rồi nè. Ồ cô đâu? 12 tuổi. Ồ. Đi đoàn Phật tử đi. Dạ. Ồ cô đây hả cô? Ồ cô nè bà con, cô bác anh chị. Xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay thì Phương sẽ quay chùa Long Sơn mà con, cô bác anh chị. Đại lễ Phật đản. Bây giờ Phương cũng đang đứng đường 23 tháng 10 nè. Giờ này là 7 giờ kém 15 bà con công an chị. Giờ Phương sẽ vô. Giờ Phương sẽ vô trong chùa Long Sơn. Quay cho con các bác xem ha. Đại lễ Phật đản. Hôm nay là ngày 2 tháng 6 bà con công an chị. Chúc mừng đại lễ Phật đản nè. Chùa Long Sơn. Bên đây là bánh mì phát từ thiện bà con có bán chị. Rồi em chào chị. Rồi rồi em mua dừa Phật. Chú đưa cho bà ngoại ngồi đi chú. Nãy giờ Phương cũng ăn chưa ăn gì bà con có bán chị. Trong chùa thì cũng đang làm lễ rồi. Rất đông Phật tử. Thank you.
Tỉnh Khánh Hòa, các thành thị huyện, các chùa trong tỉnh Khánh Hòa, chư tôn đức và ban giám hiệu trường Trung Cấp Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đạo tỉnh huyện, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, địa phương phường Xuân Sơn, quý vị đại diện báo đài, sở văn hóa, công ty Yến Sào và tập đoàn Vinpearl
và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thiện nam tín nữ Phật tử Sài Gòn. Quý vị không những đã hỗ trợ rất nhiều tài lẻ không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong chư tôn đức quý vị cùng toàn thể quý Phật tử nhiệt tình hoan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Và thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin mời chư tôn đức tăng ni quý Phật tử đồng quan lâm về phía phòng triển lãm những pháp khí kỷ niệm đại lễ kỷ niệm 65 ngày vì pháp chư không. Và phòng triển lãm chúng ta lưu ý là ở bên phía tay trái của lễ đài hiện ra. Chúng tôi xin mời chư tôn đức và quý Phật tử đồng quan lâm thưởng lãm. Làm lễ xong rồi bà con có ba anh chị. Cô chú cũng chụp phải tấm hình kỷ niệm. Giờ Phương sẽ qua mình khu vực triển lãm, mà còn có bác đi giúp Phương ha. Triển lãm ngọn lửa thiêng này. Rất là lâu rồi bà con có bác anh chị trình bày ở đây. Chào cô, cô tìm lại cô ha cô. Cô tìm lại kỷ niệm trong cái tranh này nè. Tại vì học dạ. Đi biểu tình ở đây nè. Dạ có học cô. Dạ đây là con sẽ đăng lên YouTube nha. Sẽ thấy cô. Con chào cô ạ. Dạ. Cô gắn cái mic cho ha. Cô tên gì ạ? Cô tên Diệp Thị Xua, Pháp Danh Tâm Nguyên. Dạ, ngày trước cô ở đâu ạ? Rồi, cô ở Nha Trang. Dạ. Cô đi biểu tình trong cái kỳ đây, hồi 17 tuổi. Dạ, 17 tuổi ha. Bây giờ nhìn lại kỷ niệm cô ha. Rồi. Dạ. Giờ cô tìm ra cô trong cái nhóm ảnh, trong cái ảnh này không? Cô đứng xuống ở nhóm nào? Có thấy được. Cô đứng ở nhóm nào cô? Trong đây cô đứng ngay chỗ. Nơi này cô đứng vì xuống tất cả. Dạ. Rồi. Nè. Cô, rồi trong trong khoảng đó. Dạ. Tại vì hồi cái này con đường nào cho cô? Cái kỳ viên nè. Dạ. Chùa kỳ viên tất cả đứng đó là để đi biểu tình. Bây giờ là đường gì rồi cô? Trên này chạy bây xuống. Là đường 2 tháng 4. Dạ. Cô cứ lúc cuối mà tìm lại mình đứng vị trí nào. Trời hay ghê. Tự chiếu mà hồi bẻ 81 bây giờ hồi đó dạ. Cô có 12 tuổi. Cô 12 tuổi à? Rồi cô trong có trong cái hình đó không cô? Có chút xí à. Cô đứng ở nhóm nào? Cô tìm lại kỷ niệm này. Không có, cái nhóm này em không có đi. Dạ. Bạn là coi như lớn không đi. Dạ. Đi bên kia sao? Đây là
Cô tìm lại những cái bức, bức ảnh kỷ niệm xưa ảnh cô. Kỷ niệm cái lúc 18 tuổi. Dạ. Đi cô trong những cái hình này cô nhớ nhờ những vị trí là những cái con đường của mình không ạ cô? Rồi, con đường. Dạ. Đường đó là đường gì cô? Con đường là ngay chỗ trước cổng chùa Kỳ Viên. Dạ. Sen đi dạ. Tất cả các nơi. Dạ. Đi. Là gì? Trong đây là con nhớ nhất là cái con đường nhiều kỷ niệm như của cô nè, cái thời đây là cô hả? Ô cô đã tìm ra rồi nè. Ồ cô đâu? 12 tuổi. Ồ. Đi đoàn Phật tử đi. Dạ. Ồ cô đây hả cô? Ồ cô nè bà con, cô bác anh chị. Không, dạ. Bây giờ là đi chung đoàn. Dạ. Giờ cô đi chung đoàn với bà. Dạ, cô vậy cô ở đâu? Cô ở đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi ha. Đây là đường Quỳnh Thúc Kháng này. Dạ. Cô gia tự. Dạ. Chưa có 12 tuổi. Dạ. À, cô ơi, cô đeo cái mic giùm con, cô giùm con ha. Đây là bức ảnh lần đầu tiên cô gặp hay là đã từng gặp cái bức ảnh này rồi? Gặp đầu tiên. Gặp đầu tiên. Rồi mới cái... tìm, mới tìm được. Dạ. À, 12 tuổi hả? Dạ. Cái cảm xúc cô như thế nào? Cảm xúc cô mừng quá. Mừng vậy quá. Cô thấy được mừng. Dạ. Thấy là nhỏ cô... quá mình không biết. Tưởng dạ. Thì mình đi, người ta dạ. đi đoàn mình dạ. theo vậy đó. Đây này, cô đã tìm được cô ở trong cái hình bà con, cô bác, anh chị. À. Ngôi gia tự này, nhà mình ở Nguyễn Trãi. Hôm nay là ngày đại lễ Phật đản rồi, cô cũng tới lễ Phật. Rồi tới cũng có triển lãm những cảnh xưa ở tại chùa Long Sơn. Rồi cô tìm lại những bức ảnh này, cô lại nhận ra cô đang ở vị trí này bà con, cô bác, anh chị. Dạ cô gì vậy là cô tên gì ạ? Cô Nguyễn Thị Duyên. À cô Duyên. À, cô Duyên đó bà con, cô bác. Còn còn cô nào có còn nhìn lại trong cái hình này, này thấy hồi nãy cô? Không thấy. Ủa sao chừng cái nghĩ là Quỳnh Thúc Kháng nè, Hoàng Ngồi Gia Tự. Dạ. Mà mình đi cái chùa dưới. Trời ơi chị. Em tìm cô lại em. Mừng hả, cô ha. Em tìm dạ. lại em. Hồi 12 tuổi. 12 tuổi giờ cô tìm ra, cô cũng lần tìm ra nè. À 12 tuổi này Hồng chị đi đúng à, đúng rồi, đúng rồi. Đây này cô, giống đúng rồi, chính xác rồi cô. Giống nhau. Dạ. Còn đây cô đứng trong đây. Chị nhìn dạ. cái trong cái bức ảnh đó có cô không? Nếp thì cắt thì có không cô? Dánh. Cô tìm mà ở vị trí này, ở bức ảnh này nhưng mà không lại không có thấy cô. Mà cô thì lại tìm ra cái bức ảnh của mình, cái hình ảnh của mình. Trời ơi, biểu đi rồi đi chạy rồi chứ, mình đâu có biểu tình. Có 12 tuổi à, đoàn nó dẫn đi rồi đi à, chứ không biết. Cô đang cỡ lại kỷ niệm nè. Sáng đồ chết mấy đứa nhỏ. Vìa bà mé, vìa mé bà sợ. Bà nói thầu mày đi ẩu vậy, nữa có chuyện gì ta biết đường nào tới tìm. Chó con mình nè, con mình im mà đầu tiên nữa. Má em cái gì mà la quá. Cô ơi, vậy là đi cái con đường này là Nguyễn Trãi bây giờ đúng không cô? Đây là đường Quỳnh Thúc Kháng. Đây này. Ngang đường tiệm Quỳnh Thúc Kháng và tiệm thuốc Văn Khang. Đường Ngô Gia Tự. À, Ngô Gia Tự, đây là trong đây. Là Ngô Gia Tự. Trong đây có những hình nào mà bây giờ căn nhà nó còn không cô? Những căn nhà này nè. Chùa ngang chỗ ấy đó. Đường Ngô Gia Tự chắc không còn đâu hết cô ha. Con thấy có cái lầu này. Đúng rồi. Cái lầu nè. Đâu 12 tuổi có biết gì đâu, nhỏ xíu. Đây nè. Dạ. Em ở cái dạ. biểu tình thu âm. Dạ. Ừ, đúng rồi. Dạ. Ra khỏi thùng của ta. À. Dạ. Ở trên thu âm á. Dạ. Dạ. Cô cũng nhớ nhìn lại kỷ niệm đó bà con cô bác anh chị. Mong rằng cái clip này lên nhiều khi bà con cô bác cũng có nên đừng có cái gì gì mà về chính trị đó bà con cô bác anh chị. Cô chỉ nói gì ôn lại kỷ niệm thôi. Chủ nhà. Cô rất là mừng nè. Cô đã tìm lại cái hình của mình trong cái ảnh xưa này bà con cô bác anh chị. Đây gắn thổi này. Đây này, bây giờ cô lên YouTube là cô chiều nay đó để thấy cô trên YouTube ha. À. Dạ nói nhỏ xíu á, 12 tuổi rồi. Ôi, cảm ơn. Dạ, con chào cô. Có cái gì? Dạ. Cảm ơn con nghe. Dạ, con chào cô, chúc cô luôn khỏe nha cô. Dạ. À đúng rồi. Chiều cô sẽ thấy trên cô trên toàn thế giới luôn nha. Cô dạ. coi như là có ông thầy. Dạ. Minh Sơn Phúc Huệ. Dạ. Là người con trai. Dạ. Chúng thầy thì có gì thì em lên cái bút. Dạ. Cho thầy. Dạ. Con cũng hay quay chùa lắm cô. Hả? Con cũng hay quay chùa lắm á. Chùa Đến Sớm Phúc Huệ. Dạ. Con... Ngay chỗ Tâm Tính á. Dạ.
cái chùa đó đêm hôm nó làm lễ lễ đại vậy. Dạ rồi con chào cô nghe. Dạ hai chị em rủ quá. Dạ. Dạ kỷ niệm với cô ha. Phương sẽ qua bên này, hồi nãy giờ rồi Phương cũng trò chuyện các cô đó. Rồi các cô cũng nhìn lại trong bức ảnh ngày xưa. Rồi nhận ra mình luôn bà con cô bác chị 11, 12 tuổi. Chào chị. Trên nghệ thuật các bà con cô bác chị về các vị sư Phật này. Hôm nay gặp nhau nè. Dạ con chào cô. Cảm ơn em. Dạ. Chưa chưa khó hí. Phương sẽ quay đâu và mình chánh điện và còn có bán chị. Sớm.
phía bên này ha, phong Phật tổ này. Giờ Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn là video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con cô bác xem. Lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.